đối thủ U20 Qatar của U20 Việt Nam mạnh cỡ nào? Sau chiến thắng 1-0 trước U20 Úc, U20 Việt Nam sẽ chạm trán U20 Qatar ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng U20 châu Á 2023. Chiến thắng 1-0 trước U20 Úc trong ngày ra quân giải U20 châu Á 2023 giúp U20 Việt Nam có ưu thế lớn tại cuộc cạnh tranh ở vòng bảng. Nếu đánh bại U20 Qatar ở lượt đấu thứ 2 còn U20 Úc không thắng được U20 Iran, gần như chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ lần thứ 2 góp mặt ở tứ kết trong lịch sử các giải U20 châu Á đã tham dự. Trên lý thuyết, U20 Qatar là đối thủ đáng gờm. Ba lần gần nhất dự giải, đội U20 của chủ nhà World Cup 2022 lần lượt giành chức vô địch năm 2014 và lọt vào bán kết năm 2018. Trong đó, lứa U20 Qatar của năm 2014 chính là cái nôi của nhiều tài năng bóng đá Qatar như Almoez Ali, Akram Afif, dàn cầu thủ sau đó trở thành trụ cột trong đội hình Qatar vô địch ASEAN Cup 2019 và dự World Cup 2022. Tuy nhiên, bóng đá trẻ đặc trưng ở chỗ, mỗi lứa cầu thủ lại có một mặt bằng trình độ riêng biệt. Ngoại trừ Nhật Bản và Hàn Quốc vốn ưu việt cả về chất lượng đào tạo lẫn trình độ cầu thủ, phần lớn các nền bóng đá châu Á khó đảm bảo lứa cầu thủ nào cũng chất lượng. Do đó, thành tích trong quá khứ chỉ mang tính tham khảo. Ngay cả Iran có nền bóng đá thường xuyên đá World Cup, nhưng cũng chỉ một lần vào bán kết ở cấp độ U20 trong 8 giải gần nhất. Sức mạnh U20 Qatar phần nào được hé lộ sau trận thua 0-1 trước U20 Iran. Với đội hình non kinh nghiệm, 9 cầu thủ 18 tuổi trở xuống, U20 Qatar bị dồn ép toàn diện, để đối thủ dứt điểm tới 22 lần về phía khung thành, trong đó có tới 14 pha dứt điểm trong vòng cấm. Chỉ số phòng ngự kém ấn tượng cho thấy U20 Qatar dễ dàng để đối thủ tiếp cận cầu môn, dù là tấn công biên hay trung lộ. Cặp trung vệ An Hakmi và Mohamed Mansour là điểm yếu trong đội hình phòng ngự của U20 Qatar, khi thường xuyên chọn sai vị trí và xử lý lúng túng ở các pha đối đầu trực diện. Bàn thua duy nhất của U20 Qatar đến từ pha truy cản lỗi của Mansour trong vòng cấm, nhưng hàng tiền vệ đội bóng này cũng có trách nhiệm khi để đối thủ thoải mái phối hợp đập nhã ở trung lộ trước khi chọc khe cho tiền đạo băng xuống. Nếu U20 Úc đá thiên về sức mạnh, thể lực với các pha lên biên, U20 Qatar có lối chơi kỹ thuật, chủ yếu ban bật nhỏ để triển khai bóng. Đây là thách thức khó nhằn với U20 Việt Nam, bởi những đối thủ có kỹ thuật cá nhân tốt chưa bao giờ dễ đối phó. Dù vậy, sự lỏng lẻo trong phòng ngự và tổ chức đội hình của U20 Qatar có thể tạo cơ hội để U20 Việt Nam khai thác. Ở trận gặp U20 Úc, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã xếp bộ đôi Văn Khang, cầu thủ chạy cánh, và Quốc Việt, tiền đạo cánh, ở cánh trái. Hai cầu thủ đã thay nhau xuyên phá vào khu vực giữa trung vệ và hậu vệ cánh của U20 Úc để tìm kiếm cơ hội, và bàn mở tỷ số đã được ghi từ một pha xâm nhập khôn khéo như vậy. U20 Việt Nam không phòng ngự bị động, mà liên tục pressing, tạo áp lực ở tuyến giữa để đoạt bóng tổ chức tấn công. Sự chủ động này cần được tiếp tục duy trì ở trận gặp U20 Qatar, bởi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang có trong tay những cầu thủ giàu tốc độ và sức chiến đấu như Thanh Nhàn, Văn Trường, Đức Việt hay Văn Khang. Đây đều là những mũi nhọn tiềm năng cho thế trận phản công. Bên cạnh đó, U20 Việt Nam cần duy trì sự tập trung. Nếu chơi kiên nhẫn và kỷ luật như ở trận gặp U20 Úc, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đủ khả năng đưa đối thủ vào bẫy. Chúng tôi còn 2 ngày nữa để nghỉ ngơi, chuẩn bị gặp U20 Qatar vào ngày 4 tháng 3. Chắc chắn, chúng tôi phải có mục tiêu rõ ràng. Hai trận tới này khá khó khăn, đội cần phải giải quyết từng trận đấu một để đi tiếp. Muốn đi xa hơn nữa, chúng tôi cần phải chơi với kỷ luật và tinh thần như trận thắng U20 Úc, để làm sao có kết quả như vậy khi gặp U20 Iran và U20 Qatar. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ news. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.